Tiệc sale cuối năm, băm ngay vật phẩm tại shop zumitv.com. Khuyến mãi cực khủng, giảm giá toàn bộ mini game trên shop với tỷ lệ nhận thưởng 9.999 kim cương cực cao. Nhận miễn phí kim cương khi đăng nhập shop. Truy cập ngay shop zumitv.com từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022 để không bỏ lỡ những phần thưởng hấp dẫn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh tố níu như của team bọn mình. Và mình xin nhắc lại tiếp rằng series này chỉ là tưởng tượng ra mà thôi. Dù trong video có đấu tranh nhưng ở ngoài anh em mình vẫn là bạn bè nên các bạn đừng quá kích động nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta đến với níu như Jimmy bị Huy hành hạ trong nhà giam. Như đã thông báo từ video trước của mình và cả team sinh tố, thì ngày 23 tháng 1, 2022, tụi mình sẽ livestream trận quyết chiến giữa phe liên minh với Xavier của Huy. Các bạn hãy đón chờ vào ngày đó nhé, sẽ thật bùng nổ lắm đó. Ở tập trước, Huy nước nó đã giam mình vào ngục và bật mí cho mình biết về kế hoạch của nó. Chính là dùng mình làm con tin để cầm chân Hi Hai trong trận chiến. Huy không nghe tin hả? Như vậy nha. Sao bề phe bên Huy rồi đó. Nè, dừng lại. Tao ở trong đây thì làm sao mà tao biết được tin gì, đúng không? Thì đó, thì giờ để tôi nói nè. Thằng Hi Ha, bây giờ nó đã qua phe bên tôi rồi đó Jimmy. Không có lấy được cái ghế ra đây ngồi, nó chuyện mày khó chịu quá mỗi chừng. Biết sao nó về phe không? Sao vậy? Tại vì nó muốn cứu Jimmy đó. Cái gì? Ê, khoan, nói lại. Hold up, nghe chưa rõ, nói lại từ đầu coi là sao vậy? Tại vì tao muốn quan tâm mày nói gì hết á, tao tưởng mày đang xàm. Hi Ha đã về phe của tụi nó. Tại sao chuyện này lại như vậy? Hi Ha quý trọng mình hơn rất nhiều sinh mạng của mọi người sao? Mà sao? Không biết tôi nói là sao mày? Mày nói cái gì vậy? Sau một hồi lâu thì nó dẫn mình đi tìm gặp Hi Ha và nói chuyện. Và mình thật khá tức giận vì Hi Ha. Vì Hi Ha đã theo phe của tụi nó. Đáng lẽ ra phải mặc kệ mình và cùng mọi người đánh sập đế chế của hai thằng nó chứ. Yeah. Về nhà thôi kìa. Thật sự là ông về phe Huy, ông phản bội mọi người luôn à. Nghe rõ chưa? Trời ơi, câu này hơi nghe nó đã tai làm sao á. Ai chọn Huy vậy mà dữ vậy? Nếu đã bắt rồi sao đem ra đây làm chi vậy? Thì đem ra đây cho gặp lại nhau xíu, để nhớ mùi xíu. Còn đây chính là ngày cuối cùng, chỉ còn vài tiếng nữa là trận chiến bùng nổ trên thế giới này. Ê, ở đây hoài vậy trời. Có chịu đi á. Có tiếng động gì rồi? Ồ, chó này lại tới nữa rồi. Xin chào. Chào. Ra đi. Ê, đến lúc đi ra rồi. Nữa bắt đi. Hôm đâu nay... đi hoài vậy? Hôm nay dẫn đi chơi xíu. Hôm nay tôi có một chỗ muốn cho Jimmy xem. Chỗ này. Ê, xuống chết. Ủa, chết đâu okay. Trời. Nè, ăn nó đi, rồi đi xuống. Ok. Rồi xuống đi. Ôi. Ôi, chắc ơi, tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn thì đốt tốt đó. Vàng rồi mà, có sao đâu. Đồng đội với nhau mà tàn mày. Nhẫn gì trời. Đồng đội. Ai đồng đội bà? Ủa, ai biết hôm nay tác mà. Dẫn ra ngoài trời cho nó có không khí. Với lại tôi có một chỗ muốn cho Jimmy xem. Chỗ nào? Cái này tính gì vậy trời? Chủ gì vậy? Thì dẫn Jimmy đi xem để cho Jimmy biết kết cục của cái trận chiến này thôi. Wow, cái tóc sẵn quá à. Hả? Tất nhiên. Trời ơi, tôi biết kết cục nó sẽ thành ra như vậy đấy. Là cái gì vậy? Đi đi rồi. Đi, không cần phải tò mò đâu. Tới nó bất ngờ, kể ra hết là hết bất ngờ rồi. Mày lại bắt ai nữa đúng không? Bắt là bây giờ là tôi đã cho nó vô chung chỗ Jimmy rồi. Jimmy ơi, Jimmy ai biết được vậy? Ồ, không lẽ Jimmy có muốn có một người bạn chung hả? Có ngại như mày nè, rồi ở chung. Thôi, tôi đâu phải là bạn của Jimmy đâu. Đâu rồi? Trời ơi, đi sao quá rồi. Okay. Nghe nè, alo. Đây. Cái thằng chó này. Ủa, dạo này trong đó suy nghĩ được cái gì chưa? Nghĩ bên gì? Trong đó không biết là Jimmy có quyết định đi theo tôi chưa? Ủa, tại vì Hi Ha nó đã theo rồi đó. Mà. Ừ, tính ra từ trước là mày đã hỏi rồi, tao đã nói là đi theo rồi mà. Ý là Jimmy đã sẵn sàng cho cái việc Jimmy phản bội hết tất cả mọi người chưa? Đương nhiên là rồi. Thì tao mới ở đây. Rồi luôn. Chứ mày muốn làm sao? Rồi. Ừ. Chuẩn bị tinh thần sẵn rồi ha. Wow. Chứ bây giờ tao không theo mày là mày xí với tao chết đúng không? Đúng không? Đương nhiên tao phải giữ chính mày đâu. Sống chứ. Jimmy làm gì tao cũng đâu có giết Jimmy đâu. Tại vì Jimmy là con người ta gọi là cái con gì ta chắc trong cái quân bài đó. Con cờ.
Nói gì cho quên vậy? Còn tin, ngu, hai thằng ngu. Mày vẫn đi đâu, vẫn đi xa như vậy? Thì chỗ này phải xa chứ, để cho mọi người đâu có gặp Jimmy. Chứ lại chỗ này tôi muốn là làm bất ngờ cho Jimmy mà. Tới chưa, sao lâu như vậy? Hướng nào vậy? Thì đi một xíu nữa đi, đi một xíu nữa đi tới. Cứ đi thẳng, đi thẳng rồi sẽ tới thôi. Không biết gì ai giờ nữa. Nó lên. Không biết nó lên kế hoạch gì chưa nữa. Điên quân với mày, mày lên kế hoạch chung thôi, mày kêu lên cái gì? Trời ơi, ha đi, mất gì nói. Có gì nó phải lên để xem lỡ nó phản bội sao, ai biết đâu. Đây, đây đây. Phản bội được, có Yumi trong tay tụi mình rồi mà. À, cũng đúng. Hai. Thằng Hi Ha ngu quá là ngu. Ngu ơi là ngu, ngu không chấp nhận được. Tiếp đi bạn ơi. Mà dù có ngu cũng không ngu bằng mày. Jimmy à, chúng ta đang hợp tác đó. Ừ, vậy tại sao mày bảo mày cứ chửi người hợp tác của mày ngu rồi vậy? Thì cái là mối thù ngày xưa, tôi chỉ nói mình tôi thôi. Jimmy nghe là chi? Ủa, bảo gì nói mình thì thôi, tự nói trong đầu đi, kể ăn chi và bảo người ta nghe, trong khi bảo mình đồng đội chung với nhau mà vậy hả? Ê ơi, ai đi sắp tới rồi đó. Lẹ đi, sắp tới rồi, bất ngờ nè, bất ngờ nè. Đâu? Đây. Ủa mày xin một cái gì vậy? Cơn đụ đi đó. Hai chi Kinky, thầu điên, Nabi, ô gà. Tất cả mọi người đều tụ họp ở đây luôn rồi đó. Đúng rồi. Mày điên à, ô gà nó sẽ không chết được bởi vì nó bất tử, mày quên rồi. Mình Jimmy bình tĩnh đã. Nhưng mà quan trọng á, tôi để cái mộ đây trước để biết sao không? Để có gì á, khi mà mọi người sau cái cuộc chiến này á, tất cả mọi người chết á, thì cái mộ mọi người sẽ được xây đây. Đó, Jimmy thấy không? Tôi á, tôi không bao giờ sống chó cả. Tôi ở đây tôi rất là có tâm. Tôi đã xây mộ cho từng người luôn, xây trước khi chết nữa. Nè, còn đặt cái đầu ở đây nữa nè. Đặt cái đầu mọi người trước đây luôn nè. Có gì để thế cái đầu mọi người vô đây nữa là hợp lý luôn. Hả? Mấy thằng này nó xây mộ sẵn luôn sao? Trận chiến này không có Hi Ha thì làm sao mà đồng đội phe liên minh của tụi mình thắng được? Huy và Jack sẽ thắng mất thôi. Không phải gì? Nó đắc ý được với việc này được. Tự nhiên rồi thì bữa đó là tụi mày sẽ giết được hết rồi đúng không? Quá mạnh rồi. Ừ. Thì đúng như vậy mà. Ừ. Chứ còn gì nữa thì Jimmy. Quá xây mộ cho mọi người đồ nữa. Trời ơi sao không có tâm được. Nhưng mà tôi nhớ chừa ra bà với Hi Ha đó, tôi vẫn giữ cái lời hứa của mình. Đúng rồi. Mọi người xong, hai người sẽ được đoàn tụ. Tôi sẽ không giết hai người. À. Đúng chưa? Điên đúng khủng. Chưa? Theo ý chưa? Đúng là lũ ngu. Theo nghe ai chi? Lẽ theo mày. Đó. Thì đúng rồi. Mày theo tôi chứ. Ừ, nhưng mà tụi nó đó là quyết định của tụi nó. Cái ai thì quyết định của tụi nó. Ừ, thì bây giờ quyết định của tụi nó thì tụi nó phải chịu hậu quả thôi đúng không? Đúng không Jimmy? Hả? Mày muốn gì nữa? Muốn dẫn đi coi cái này thôi à? À không, cũng không được. Sao ta? Còn mình nên cho Jimmy làm cái gì nữa không ta? Ngoài xem mộ này, xem mịn mộ này chán quá, không còn gì hết trơn á. Tôi nghĩ gì? Hay là cho đi gặp Hi Ha. Jimmy muốn gặp Hi Ha không? Đương nhiên là không rồi. Jimmy. Ủa sao không? Ủa kỳ vậy? Chắc giỡn vậy? Rồi. Trời ơi. Hôm bữa cãi nhau mà. Quên. Cãi nhau. Ui là trời. Jimmy ơi, Jimmy à. Sao Jimmy non quá vậy Jimmy? Để bị dụ. Xong rồi làm cho Hi Ha vào cái đường cùng. Phải quyết định hy sinh tất cả mọi người để cứu Jimmy. À mà thôi, cái đó là nghĩa hiệp mà. Nhờ vậy á, tụi mày mới có cớ đó. Tụi mày mới có phải mình để mạnh hơn, không thôi là tụi mày chết rồi. Đúng không? Thì mỗi người có một cái kế sách khác nhau Jimmy. Đúng ơi không? Mày nên biết ơn tao đi. Vì tao đã ở đây. Tụi đang biết ơn Jimmy mà. Tao thấy mày giống mỉa mai hơn á Huy à. Điên thật sự. Nếu muốn gặp Hi Ha nữa thì gì ha 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 vậy? Cười tới đây. Ở đâu? Nó kìa. Ê đang chặt cây dây rừng này Jack. Hả? Hả? Cô gà. Nó vẫn chứng nào tật nấy. Tao cứ thích cái mồm hại cái thân vậy. Cái thằng ngu này. Ôi. Ê tao gà. Ôi. Ê. 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 Ê.
để tôi xử thằng gà chưa? Bây giờ nói á, là dùng mì chết thôi. Con gà nó chết luôn, nó bị khùng quá. Nấp xuống. Gà này ở trời, nó bị khùng quá trời. Đi đâu đi, một mình vô trong đây sâu thiệt sâu luôn á. Thì tại nó ngu mà, nó có mạng bất tử thì nó... À, Jimmy! Jimmy nên nhớ là Jimmy đang là cái mạng mạng đối với Hiha đó. Bây giờ tôi không muốn hủy cái giao kèo giữa Hiha với tôi đâu đó Jimmy. Đi xuống. Dạ. Ê, sao mày biết tôi ở đây vậy nhá? Trời ơi, sủa lên rồi tôi xuất hiện. Là còn nói nữa hả? Mày theo dõi tao à? Làm gì có chuyện trùng hợp mà tao vừa gáy lên cái là mày xuất hiện được. Thôi, trùng hợp quá. Trùng hợp với ông gáy lên tôi ở gần luôn á. Mà mày vô đây làm gì? Chặt cây hả? Đừng manh động Jimmy. Biết tôi gà có sao không nữa, thả cho tôi gà đi. Mày vô mày, nó làm mày gì thì cậy. Nó làm gì thì cậy nó. Đó là mối thù Huy giữa rồi, nó với lại không có thằng Huy đi theo tôi mày không vậy. Không có liên quan. Ủa mắc mớ gì tôi đi phải có thằng Huy theo. Trời ơi, không có mình đâu, tôi giết ông sao? Trời ơi, hai thằng đánh không lại tôi mà. Tôi nghĩ ông nên lo cái chuyện ngược lại đúng hơn á. Nhưng mà thôi, tôi giết ông tôi lấy đồ ông thôi à. Trong câu chết được lấy không? Lấy được cái gì? Sắp tới là có trận quyết đấu giữa chúng ta rồi. Nhắc lên bây giờ tôi chắc tôi giết ông trước xong cái chỉ còn lại mỗi mình thằng Huy cái cả team đánh Huy siêu dễ luôn á Nhắc ơi. Hoài luôn á. Hay là tôi giết hết tất cả mọi người trừ ông thôi. Ông không có đồ gì hết, một mình ông đánh tôi à. Hỏi cần Huy giúp luôn. Giết được cũng hay. Rồi trong hồi sinh chết, hồi sinh lại chết, hồi sinh lại không mãi. Ôi. Đừng đi. Được rồi, để cho tụi nó đánh nhau đi. Đi về. Lẹ. Không còn gì để nói đâu Jimmy à. Thằng gà tới đây. Nó mà thấy Jimmy mà chỉ cần để cho nó thấy thôi là coi như cái hiệp ước giữa tôi với Hiha không còn nữa nha Jimmy. Nên nhớ điều đó, đừng để ai phát hiện Jimmy đang ở đây cả. Hiểu không? Yên rồi Huy à, đi về đi. Đi trước đi. Lẹ. Cái gì vậy? Tao vẫn còn sống nè, xác. Như tu gà vẫn còn bất tử. Có nghĩa là nó còn sống bình yên. Hàng gì thằng này nó hổ báo thấy ghê. Trời, đi về được chưa? Thì đi nè, bây giờ chúng ta đi về nè. Mà đi về cẩn thận nha. Bị phát hiện một cái là không bất tử được nên cay à. Hướng nào? À, mày đang đưa tao về làng Sinh Tố à? Thì đâu phải là đường này về làng Sinh Tố đâu Jimmy. Mày về làng Sinh Tố thì tụi nó phát hiện là Jimmy cũng mới chết mà. Cho nên Jimmy hãy cố né đi. Liên minh mà tối ngày cứ đòi giết người khác, tao không hiểu mày luôn á. Gì mà gây lộn luôn xác với thằng người tú gà này. Thì đúng mà. Nếu mà cứ gáy. Jimmy hiểu liên minh không? Liên minh là một bên kia trao cho một bên mình một cái gì đó thì mình cũng phải trả lại một cái thứ gì đó. Ủa mày đúng đâu chưa? Alo, bên phải nè. Bật sửa thật được. Lại đây. Đi lại đây. Cái gì? Rồi lại game thăm căm đó thì sao? Lại gặp nữa rồi. Con gà này không bao giờ giữ được cái mồm hả? Cứ thích đi chọc hai thằng này làm gì chả biết nữa. Ở sao mày gặp tao hoài vậy? Cái thằng chó này. Gì á, tự nhiên mới giết xong cái con đồ mà, này tao á. Tao đang nhớ ship này. Mày theo dõi tao à? Sao lúc đầu mày cũng nào tao. Mày theo dõi tao đúng không Jack? Hay là ta xem thử trận đấu này xem sao. Tao chặt gỗ mày không cho y tao yên nữa hả? Vậy chặt gỗ mà ai cho ông gáy lên hả? Chặt gỗ yên lặng đi chứ. Thích. Trời ơi. Trời ơi là gà. Đang chặt gỗ mà ai chặt lên đấy. Ê cái gì nữa? Ủa? Sao mày ở đây? Tao đi đến để bảo vệ mày, đi về đi. Không, bây giờ có hai đứa mình ở chơi đó luôn Hiha. Mày trời ơi, tôi nghĩ ông nên nghe lời khuyên của Hiha đi. Đi về. Hiha đến. Hay quá. Không thôi, thằng này bị đánh mất thôi. Nhớ nha Jack. Mày chưa xong với tao đâu. Nhớ đó. Giữ Jimmy cho cẩn thận. Tao sẽ thành những luật lệ của tụi mày đưa ra để tụi mình hỏa thuận. Thì tất nhiên tụi mày cũng phải ngược lại với tao. Nghe gì chưa mà. Nếu tôi mà tụi mày làm rồi. Gì Jimmy thì tao sẽ lấy mạng hai tụi mày luôn đó. Nghe sợ dữ. Nghe sợ thế rồi vậy. Hiha vẫn quyết định đứng ngoài trận chiến mặc kệ mọi người ra đi luôn sao? Hay không phải là Hiha mà mình biết. Mình thật sự rất là thất vọng. Nãy giờ đứng đó xem thằng tô gà gáy. Mà không nhận thấy cái bị bóp cổ liền. Sao phim hay dữ à. Tất nhiên rồi. Đó Jimmy thấy chưa, Jimmy là cái con ác chủ bài đó.
Cho nên là đừng có làm gì ngu khờ nha. Dạy dột. Khi cây kiếm này nó sẽ một nhát cho Jimmy, coi như là cái giao hiệp của tôi với lại thằng Nghĩa nó xong sẽ không tốt đẹp đâu. Cùng hết rồi. Rồi thôi, đi về nào. Không, sao cùng thì Jimmy với Nghĩa còn sống mà. Mấy đứa kia, chỉ có mấy đứa kia thì chết thôi. Hồi nãy cho Jimmy thấy rồi còn gì. Đúng chưa? Đúng cái đầu mày, mày làm như vậy chắc là Abby vui. Abby thì rất căm hận mấy tụi, vì mấy tụi này thôi. Tôi cũng đang cảm nhận như vậy mà Jimmy. Rồi Abby bộ nói mày hiện hồn vậy nói hả? Đúng rồi. Điên thật. Abby hiện hồn vậy, Abby có nói ai với Abby không? Nếu mày nói vậy. Hi-ha. Hi-ha. Ờ Hi-ha vậy liên quan gì mấy người kia? Abby đã có nói trong đầu tôi rằng chính là thằng Hi-ha nó đã giết. Nói trong đầu, nói trong đầu thì nói như thế nào? Là giọng nói trong đầu đấy Jimmy. Là giọng nói trong đầu là nói như thế nào? Lẹ đi. Hỏi mày mà. Đừng có lại dạy nữa. Cái cổng đi ngục. Ê, đừng có ý tưởng gì nha. Tôi ăn sao á. Vô đó cũng đâu có chạy đi đâu Jimmy. Jimmy phải có block để vượt qua lava mà. Trời, vô đó càng chết nha Jimmy. Đó là tôi không biết nha. Cái đó không phải tay tôi nha Jimmy. Uầy. Ôi hay Jimmy tự chết đi. Có khi là tôi sẽ không phải bị dính những cái hậu quả nào hết. Tao sẽ cho mọi người thấy mày là người xấu. Không chết. Bắt gì đâu okay, mày chết. Ok ok. Ok. Trong khi tao đang là quá chủ bài, mày đang muốn tao chết thì mọi hiệp ước sẽ bỏ đâu quý à. Đúng không? Nhưng mà cái đó là khi mà tôi giết Jimmy à. Còn nếu cái chuyện mà Jimmy tự chết thì không phải tôi, không phải do tôi. No. Không phải do mày. Mày nghĩ là như vậy à? Tôi đâu có nghĩ sao, tôi đâu có biết cái gì đâu. Tại sao mày phải mày để đâu chết trong khi mày đang giữ tao trong tay của mày vậy Hi-ha, thì nghĩ như thế nào? Cái đó là Jimmy muốn mà. Của mày. Đó là mày muốn, mày muốn, Jimmy mày muốn mà. Nói là Jimmy chết đi, mày nói gì vậy Quy? Mày bị ngu rồi, mày bị ngáo. Nói nhiều quá đó. Thì mày nói, lẽ mày không cho người khác trả lời. Con cún con thả tự do quá bây giờ láo đúng không? Vậy mày định nói mày là cún bố à? Hả? Nói đi. Nói đi. Thì mày bắn tao chết đi. Rồi mọi gì bước cũng sẽ dẹp hết đúng không Quy? Quy là mày muốn. Đừng có để nó làm ông gì tức. Đó, bắn đó. Bắn vui vui thôi, bắn vui vui nè. Nè bắn đi, bắn đi. Bắn vui vui thôi nè đó. Nó đâu bắn làm gì được mình đâu đúng không? Jimmy ơi là Jimmy cũng còn. Ừ đó, đi theo đó, đi. Con cún có chủ. Con cún con muốn làm gì làm. Nó nhiều rồi đó Jimmy. Cháy. Cây à? Sao? Cây chứ sao? Sao? Giết đi gì mọi gì ước dẹp. Ok. Ôi vậy? Tỉnh. Đừng có để mấy cái lời nó nói gì làm hỏng kế hoạch của mình. Được chưa? Giờ cứ dắt lên người đi. Con nhỏ này nó xàm quá. Bởi xàm vậy giống Abby đó đi mình mới chết tỉnh đó. Tỉnh lại. Nó lâu, nó lại nhảy trong đầu. Như một con bò. Sao tao lại nhảy trong đầu được? Mày nói Abby lại nhảy trong đầu vậy là ý mày cũng nói là Abby lại nhảy trong đầu mày mới biết ai giết đúng không? Ê. Được rồi. Ăn này đi. Đánh này á. Không. Đánh nó cái. Không, không đánh nữa, ông đánh nữa nó chết một cái á. Trời Hi-ha. Hi-ha. Nó phá vỡ cái lời thề của tụi mình. Rồi sau đó tụi mình không còn cái nào nữa. Mày lại nhảy quá, giết nó đi. Không còn cái nịch gì luôn, xong rồi chết chung với Abby. Đừng có quan tâm. Trời ơi trời. Rồi, lo dẫn nó về, để nó ở nhà tù. Rồi sau mình về đi chỗ khác. Cậu không còn nghe nữa. Được chưa? Chắc nó đi. Tạm biệt nha, tạm biệt cún bà nha. Đó. Tùy nữa, đi nhanh lên nào. Thì ai biết đi hướng nào dẫn đường đi trời, nó đi mất tiêu rồi kìa. Đi nè. Đừng có làm cho nó nổi giận đi nha. Điểm ngu của Quy chắc rác là luôn thực hiện đúng kế hoạch. Còn thằng Quy thì dễ cay quá mà. Rồi đi chơi như thấy đủ rồi. Tụi lúc về nhà đó. Em nắm hình vô đi bạn. Trời ơi. Ôi. Đem từ đi đập cái hình kia cái. Thôi ở đây vui vẻ. Tạm biệt. Ủa gì vậy? À. Gì vậy? Chụp hình với Abby gì à? Gì biết. Đó 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 đó. Abby trong hình là Abby, còn bây giờ là God Abby. Liêu 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 liêu. Im lặng. Liêu 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 liêu. Im lặng. Ê. Ê.
nói gì thôi. Bình tĩnh, trời trời. Trời ơi. Đây là điều tôi thích ông á. Đừng có để vài cái lời nói là ông bớt. Trời sao luôn. Đó chúng ta sắp đánh luôn. Trời. Sắp gần rồi, sắp gần rồi. Đừng có làm gì nữa. Sắp thành công rồi, hiểu chưa? Ui, nó không dám manh động. Có vẻ như đây là kế hoạch mà Zack đã lập ra. Đúng như mọi thứ, quả nhiên Zack luôn là thằng đứng sau tất cả mà. Ôi ơi, sao mà tìm được Abby đây, trời ơi. Mà tính này, bây giờ mình giết nó xong rồi mình giả bộ kêu nó sống được mà. Tại bây giờ ê, nghe hiện chát. Ông giết nó là hiện ra Quy Nước giết Zombie. Rồi ha thấy. Quy Nước, trời ơi, chủ kêu là Quy Nước chứ không phải là Quy Tổng thống luôn rồi. Bây giờ đẩy nó xuống lava đi. Trời xong sẽ hiện lên Quy Nước đẩy Zombie xuống lava bởi vì Zombie chết. Rồi xong. Làm gì có Zombie. Bây giờ tôi cần đào một cái lỗ Zombie rớt xuống, coi như Zombie rớt xuống lava. Tại do Zombie đúng không? Không đó là tôi không cản được Zombie à. Nè đào đi, đào đi. Nè đào đi, đi, đi rồi xong luôn. Đào đi, chết chúng Abby xuống dưới cả trà bị nghẹt. Ở trong đây, trong đây ông đào được không? Giết mình. Bình tĩnh chưa? Trời tôi không nghe chỗ này đó, giờ làm gì tôi liêu liêu. Abby hành gót vừa kìa, liêu liêu. Em cho. Em cho. Ông dưới á, giết đi. Anh ca được chết nè. Ông mà giết Zombie, tôi giết ông. Trước khi ông giết Zombie, tôi giết ông trước á. Sao không giết nó luôn đi? Không, chủ chửi chó cãi lộn luôn. Thôi, hạ nhiệt đi, chúng ta đi về. Ông nhỏ này. Thằng Nghe chết, mình giết Nghe này, Nghe nó có làm gì mà được gì mình đâu. Rồi, đúng sao chưa? Rồi sao giết, xong luôn. Bình tĩnh. Trời ơi, chó giận rồi. Không có logic gì, trong không nói chuyện logic được gì hết trơn á. Không có logic gì hết, giết cái con nhỏ. Không có logic đâu. Quy giết chị mất tiêu rồi. Rồi, đi vậy. Rồi, muốn chơi, muốn chơi tôi không hả? Bình tĩnh. Về. Rồi, cái con nhỏ giùm mình. Nó cũng giống như tô gà suốt ngày nó gáy rồi. Gót Abby rồi xong. Tú mình sẽ hỏi là. Ôi chắc ngu ha. Lại nữa. Ai. Đó, thấy chưa? Thấy gì đâu. Nhớ đi. Cái gì giùm mình đó, nó có mạng ấy đó. Mạng ấy là mạng gì? Mày bị ảo tưởng ở đâu? Thôi mày chết thử xuống lava, mày chết thử đi. Coi coi mày có mạng không được. Được rồi, bây giờ còn chờ chút thôi. Nhà của tao, mày ngon. Mày tới mày giết. Trời ơi, đi vào nè Abby được. Cái gì vậy trời? Còn vài tiếng nữa thôi. Bây giờ để nó xuống đi Jack. Giết nó luôn đi. Con nhỏ này nhiều mồm á. Không khác gì tôi gà đâu. Trời ơi, có khi mày nó bất tử nó không nói. Thôi, chờ đi cuộc chiến nữa đi. Còn vài thời gian nữa thôi. Lúc đó, có gì ông muốn giết nó cũng được. Chỉ cần cuộc chiến này nó xong hết trơn á, thì đâu làm gì cũng được, được chưa? Trời ơi, đồng đội mà kêu giết luôn, ghê vậy, rất bỏ đồng đội mà. Không được. Chờ đi Jimmy. Trời ơi, thấy rồi nha, ABS chứ không phải là Abby God. Đau lòng quá. Tạm biệt nha. Bye bye, see you ya. Chơi Abby God đi Quy ơi. Tạm biệt Quy nha. Sau khi trận chiến này xong, tao sẽ giết mày, Jimmy. Bỏ tao ngoài rồi. Nè dạ. Mày bỏ tao ngoài rồi sao vô? Nó lại giam mình vào trong này rồi. Đã biết sắp tới mọi người sẽ chiến tranh như thế nào đây. Và đánh hai thằng này bằng cách nào nữa. Đúng là mình khẽ đó. Cho nó tức được thì. Mà trận chiến này mình nghĩ tụi nó không tha cho mình và Hi Ha đâu. Sao Hi Ha lại làm vậy ta? Vừa khó hiểu thiệt chứ. Khó chịu thiệt sự luôn á mấy bạn ơi. Bây giờ mình không biết phải làm sao cả. Video đến đây thôi. Hẹn gặp các bạn vào ngày 23 tháng 1 2022. Tạm biệt. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. We'll be right back.